Thủ tướng Benjamin Netanyahu nói Israel sẵn sàng tạm dừng tấn công quân sự ở Gaza nếu Hamas thả tất cả các con tin còn sống sót bị bắt cóc vào tháng 10 năm ngoái. Ngày 5 tháng 5, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết Israel sẽ không đồng ý với các yêu cầu của Hamas và sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi đạt được tất cả các mục tiêu. Ông Netanyahu nói thêm rằng Israel chưa sẵn sàng chấp nhận tình huống, trong đó Hamas vẫn duy trì khả năng quân sự và vẫn kiểm soát Gaza, nhắc lại quan điểm mà ông đã kiên định kể từ khi cuộc chiến bắt đầu vào 7 tháng trước. Trong cuộc tấn công vào năm ngoái và các vùng lãnh thổ của Israel gần Gaza, Hamas đã giết chết khoảng 1.200 người và bắt 250 người khác làm con tin. Kể từ đó, một số người bị bắt đã được thả nhưng khoảng 130 người vẫn đang bị giam giữ tại các vùng lãnh thổ Palestine. Tuần trước, Israel chính thức gửi cho Hamas đề xuất ngừng bắn, trong đó đề nghị tạm dừng các hoạt động thù địch để tạo điều kiện trao đổi hàng chục con tin, các tù nhân Palestine đang bị giam giữ ở các nhà tù của Israel. Đề xuất này nhận được sự hoan nghênh từ Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ông thúc giục Hamas quyết định nhanh chóng và đưa ra quyết định đúng đắn. Trong khi đó, Hamas yêu cầu ngừng bắn vĩnh viễn và rút toàn bộ quân đội Israel khỏi vùng đất bị bao vây của người Palestine. Trong một tuyên bố ngày 5 tháng 5, lãnh đạo Hamas Ismail Haniyeh cáo buộc ông Netanyahu gây hấn và mở rộng vòng tròn xung đột, phá hoại nỗ lực chấm dứt xung đột từ nhà hòa giải và các bên khác nhau. Quan chức Mỹ, Ai Cập và Qatar gặp nhau tại Cairo hôm 5 tháng 5 để thảo luận về các cuộc đàm phán ngừng bắn đang bị đình trệ. Israel không cử phái đoàn tới dự cuộc đàm phán. Tuần trước, ông Netanyahu cho biết Israel sẽ gửi quân vào thành phố Rafah, bất kể nước này có đạt được lệnh ngừng bắn và thỏa thuận thả con tin với Hamas hay không. Nằm ở biên giới phía nam của Gaza với Ai Cập, Rafah hiện là nơi sinh sống của khoảng 1,4 triệu người Palestine chạy trốn khỏi phần phía bắc Gaza. Kể từ tháng 10 năm ngoái, Israel tiến hành các cuộc tấn công tên lửa thường xuyên vào Rafah. Ông Netanyahu đe dọa sẽ tiến hành một cuộc tấn công trên bộ vào thành phố, bất chấp sự phản đối của Mỹ và Liên Hợp Quốc. Truyền thông Ai Cập ngày 5 tháng 5 dẫn một nguồn tin cho biết phái đoàn của phong trào Hamas đã đến Doha, Qatar để tham vấn và sẽ quay lại Cairo vào ngày 7 tháng 5 tới để hoàn tất các cuộc đàm phán liên quan đến thỏa thuận ngừng bắn ở dải Gaza với Israel. Trong tuyên bố ngày 5 tháng 5, phong trào Hamas cho hay các cuộc đàm phán ở Cairo đã kết thúc và họ sẽ đến Doha để tham khảo ý kiến của các thủ lĩnh của lực lượng này. Phái đoàn Hamas cho biết họ đã chuyển phản hồi của phong trào này tới các nhà hòa giải Ai Cập và Qatar, đồng thời khẳng định đã có các cuộc thảo luận sâu sắc và nghiêm túc với các nhà hòa giải. Hamas nhấn mạnh đã thực hiện cách tiếp cận tích cực và có trách nhiệm, cũng như thể hiện sự nhạy bén và quyết tâm đạt được một thỏa thuận đáp ứng các yêu cầu của người Palestine, bao gồm chấm dứt hoàn toàn xung đột với Israel, yêu cầu lực lượng Israel rút quân hoàn toàn khỏi dải Gaza, tạo điều kiện cho việc hồi hương của những người Palestine di tản, tăng cường đưa viện trợ nhân đạo vào Gaza, bắt đầu công cuộc tái thiết và hoàn tất thỏa thuận trao đổi tù nhân. Ai Cập đang tổ chức vòng đàm phán gián tiếp mới giữa Hamas và Israel về lệnh ngừng bắn ở Gaza, trao đổi tù nhân và tăng cường viện trợ nhân đạo cho giải đất này. Đề xuất của Ai Cập yêu cầu Hamas thả 20 đến 40 con tin đang bị giam giữ ở Gaza để đổi lấy các tù nhân an ninh Palestine đang thụ án dài hạn trong các nhà tù của Israel. Israel trước đó đã đặt thời hạn một tuần để Hamas đồng ý thỏa thuận giải quyết vấn đề con tin, nếu không, nước này sẽ phát động chiến dịch tấn công Rafah, thành phố được coi là nơi trú ẩn cuối cùng của hơn 1 triệu người trong tổng số 2,3 triệu dân Palestine tại Gaza. Triển vọng về một lệnh ngừng bắn ở Gaza trở nên mong manh khi hôm qua ngày 5 tháng 5, phái đoàn đàm phán của Hamas nhắc lại yêu cầu chấm dứt chiến tranh để đổi lấy việc giải phóng con tin, trong khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thẳng thừng bác bỏ điều đó. Ngày 5 tháng 5, trong ngày đàm phán thứ hai tại thủ đô Cairo, các nhà trung gian hòa giải Ai Cập và Qatar, phái đoàn đàm phán của Hamas vẫn giữ lập trường rằng bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào cũng phải dẫn tới chấm dứt chiến tranh. Cuộc đàm phán đã không có bước tiến triển tích cực và phái đoàn Hamas đã rời Cairo vào tối qua sau khi kết thúc 2 ngày đàm phán. Trong khi đó, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết sẵn sàng tạm dừng giao tranh ở Gaza để đảm bảo thả các con tin vẫn đang bị Hamas giam giữ, nhưng bác bỏ việc chấm dứt hoàn toàn chiến tranh, cho rằng điều đó sẽ giữ cho nhóm chiến binh Palestine nắm quyền và tiếp tục gây ra mối đe dọa cho Israel. Phản ứng trước tuyên bố của Thủ tướng Israel, người đứng đầu Hamas Ismail Haniyeh cho biết nhóm này vẫn mong muốn đạt được một lệnh ngừng bắn toàn diện, Israel rút quân khỏi Gaza và thực hiện việc trao đổi con tin và tù nhân. Ông Ismail Haniyeh đổ lỗi cho Thủ tướng Benjamin Netanyahu về việc tiếp tục gây hấn và mở rộng vòng xoáy xung đột, đồng thời phá hoại những nỗ lực được thực hiện thông qua các nhà trung gian hòa giải. Bất chấp nhiều tháng nỗ lực ngoại giao con thòi, các nhà hòa giải đã không thể môi giới một thỏa thuận ngừng bắn mới, khi hai bên vẫn đưa ra các yêu cầu trái ngược nhau và đổ lỗi cho nhau về sự bế tắc của các cuộc đàm phán. Trong một diễn biến liên quan, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ William Burns, người đã tham gia vào các cuộc đàm phán ngừng bắn tại Ai Cập, đã tới Qatar nhằm tổ chức một cuộc họp khẩn cấp với Thủ tướng Qatar về việc gây áp lực tối đa để Israel và Hamas tiếp tục tham gia đàm phán. Trước các dấu hiệu đổ vỡ của các cuộc đàm phán ngừng bắn, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant tuyên bố hành động quân sự mạnh mẽ ở thành phố Rafah, miền nam Dải Gaza sẽ bắt đầu trong tương lai rất gần. Liên Hợp Quốc và nhiều tổ chức nhân đạo đã cảnh báo một cuộc tấn công quy mô lớn vào Rafah sẽ khiến hàng trăm nghìn sinh mạng gặp nguy hiểm và là một đòn giáng mạnh vào các hoạt động viện trợ của toàn bộ Dải Gaza. Theo cơ quan y tế Gaza, khoảng 34.700 người Palestine đã thiệt mạng và hơn 77.000 người khác bị thương trong các cuộc tấn công của Israel. Đây là lần đầu tiên Washington từ chối viện trợ quân sự cho Israel kể từ khi cuộc chiến tranh giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas bùng nổ tại Gaza từ tháng 10 năm 2023. Theo trang tin Axios đưa tin ngày 5 tháng 5, Mỹ đã đột ngột dừng lô hàng đạn dược do Mỹ sản xuất, dự kiến chuyển tới Israel vào tuần trước theo kế hoạch. Nhà Trắng vẫn chưa lên tiếng giải thích cho động thái này. Trong khi đó, Lầu Năm Góc, Bộ Ngoại giao Mỹ và Văn phòng Thủ tướng Israel từ chối trả lời các câu hỏi liên quan đến thông tin trên. Dẫn lời hai quan chức Israel, trang tin Mỹ cho hay việc giao hàng đã bị dừng lại một cách không rõ nguyên nhân và chính phủ Israel cũng đang cố gắng tìm hiểu lý do tại sao lô hàng bị giữ lại. Việc vận chuyển vũ khí của Mỹ cho Israel gặp gián đoạn trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang ngày càng chỉ trích cuộc chiến tại Dải Gaza. Trước đó, kể từ cuộc tập kích xuyên biên giới của Hamas và Israel khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng và 250 người khác bị bắt làm con tin, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã phát động một chiến dịch tấn công trên bộ, tuyên chiến với Hamas. Cuộc trả đũa kéo dài 7 tháng đã đẩy số người chết tại vùng đất này lên tới 35.000 người và khiến những người Palestine rơi vào một cuộc khủng hoảng nhân đạo trầm trọng. Tổng thống Biden từng cảnh báo tấn công thành phố Rafah, nơi trú ẩn của hơn 1 triệu người tị nạn Palestine, sẽ là làn danh đỏ đối với Washington và công khai chỉ trích quân đội của ông Netanyahu ném bom bừa bãi vào Gaza. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã trừng phạt những người Israel định cư ở bờ Tây, trong khi Mỹ bỏ phiếu trắng trong cuộc bỏ phiếu của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hồi tháng 3, cho phép thông qua biện pháp yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức giữa Israel và Hamas. Tuy nhiên, bất chấp sự thay đổi trong quan điểm, Mỹ vẫn duy trì rằng vũ khí và đạn dược đến Israel. Kể từ ngày 7 tháng 10 năm 2023, Mỹ được cho là đã phê duyệt khoảng hơn 100 lần chuyển giao vũ khí cho Tel Aviv. Chi tiết của những lần chuyển giao vũ khí này thường không được công khai. Trong hơn 100 chuyến, chỉ có 2 chuyến giá trị vũ khí chuyển giao vượt quá 250 triệu đô la Mỹ. Tháng trước, Washington cũng đã thông qua những gói hàng viện trợ lớn, bao gồm hơn 1.800 quả bom MK84, 500 quả bom MK82 và hơn 1.000 đạn có đường kính nhỏ.